Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo số ra ngày hôm nay. Mở đầu mục điểm báo hôm nay là bài viết đáng chú ý trên báo Nông nghiệp Việt Nam có nhan đề Nóng chuyện tàu bay tàu hỏa và mệnh lệnh trong kinh doanh. Bài viết đề cập đến câu chuyện về phát biểu của một lãnh đạo ngành giao thông vận tải rằng Tết Nguyên đán sắp tới gần, các hãng hàng không cứ đòi tăng chuyến bay và đang vét hết khách của ngành đường sắt. Vì vậy, yêu cầu Cục Hàng không phải siết lại việc tăng chuyến bay trong dịp Tết đã làm nóng dư luận suốt mấy ngày qua. Sở dĩ dư luận nóng lên là bởi đây là một điển hình cho việc dùng mệnh lệnh hành chính can thiệp vào thị trường. Thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu mệnh lệnh trên được thực thi. Chắc chắn ngành hàng không sẽ thất thu, còn ngành đường sắt thì không tăng được chất lượng phục vụ, không hạ được giá vé. Trào lưu đổ xô đi mua xổ số tự chọn của Vlot đã trở thành làn sóng, thậm chí trở thành một vấn đề của tâm lý xã hội. Không ít người ước vọng bỗng chốc trở thành giàu có khi đã có nhiều trường hợp trên thực tế trúng hàng chục tỷ đồng từ xổ số Vlot thời gian qua. Vậy, điều này tác động đến đời sống xã hội thế nào và mang lại hệ lụy gì? Câu trả lời có trên báo Lao động. Bài viết dẫn phân tích của các chuyên gia cho rằng, điều nguy hiểm là tất cả những người mua xổ số điện toán đều suy nghĩ rất đơn giản là mua cho vui, giá chỉ 10.000 đồng một vé, nhưng cơ cấu giải thưởng cực cao nên xổ số kiểu Mỹ thu hút đông đảo đối tượng người mua từ học sinh, sinh viên cho đến người lao động, dân văn phòng, người cao tuổi. Và rồi, sự suy nghĩ không thấu đáo, không tính toán được tầm vĩ mô sẽ dẫn đến một kết quả là người nghèo lại càng nghèo hơn vì hàng ngày cho dù họ chỉ đầu tư 10.000 đồng cho may rủi nhưng góp gió thành bão. Nếu họ không trúng giải thì cộng dồn lại sẽ thành số lượng lớn tiền họ phải mất trắng. Đừng để không còn thuốc chữa là lời cảnh báo được báo Nhân dân đưa ra khi ở Việt Nam mức độ kháng thuốc ngày càng gia tăng. Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào danh sách các nước có tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh cao trên thế giới. Một trong những nguyên nhân được bài viết chỉ ra là do nhận thức của cộng đồng, cán bộ y tế về kháng sinh và kháng thuốc còn hạn chế. Việc sử dụng kháng sinh tùy tiện, người dân có thể tự ý mua kháng sinh ở hiệu thuốc. Bên cạnh đó là tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản để phòng, chống, điều trị dịch bệnh trên động vật, cũng như cho mục đích kích thích tăng trưởng. Từ đó làm cho các vi sinh vật thích nghi với thuốc, tạo điều kiện cho nhiều loại vi khuẩn kháng thuốc. Trước thực trạng vàng thau lẫn lộn của thực phẩm ngoài thị trường khiến không ít người tiêu dùng không thể phân biệt được chất lượng tốt xấu, vì thế nhiều người đã lựa chọn cách mua thực phẩm được giao bán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít trường hợp khi mua thực phẩm sạch qua mạng phải ngậm ngùi vì tiền mất tật mang. Báo Vĩnh Phúc phân tích, cũng giống như việc kinh doanh các mặt hàng khác trên mạng xã hội, người bán không có giấy phép kinh doanh, phần lớn họ kinh doanh tự phát nên sản phẩm của họ không được cơ quan chức năng kiểm duyệt. Bởi vậy, ngoài tâm lý dựa vào lòng tin thì người tiêu dùng không có một căn cứ nào để đảm bảo những thực phẩm mình mua an toàn cho sức khỏe. Vì vậy, bài viết cho rằng thay vì đặt niềm tin không có căn cứ, người tiêu dùng cần thay đổi tư duy trong mua sắm, tiêu dùng để tránh tình trạng tiền mất tật mang. Chuyển sang phần điểm báo quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1, đồng thời đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa thuận này. Ngày 6 tháng 12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Đây cũng là thông tin quốc tế nổi bật có trên báo Quân đội Nhân dân. Theo bài viết, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Brennan cũng từng lên tiếng cảnh báo sẽ là thảm họa nếu chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran. Theo Giám đốc CIA, bước đi này có thể khiến Iran phát triển một chương trình vũ khí trong nước, qua đó làm tăng khả năng các quốc gia khác trong khu vực theo đuổi chương trình hạt nhân riêng của mình. Các lực lượng trung thành với chính phủ đoàn kết dân tộc Libya đã giải phóng hoàn toàn thành phố Sirte khỏi sự chiếm đóng của tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Báo Nhân dân nhận định đây là bước ngoặt đem lại cục diện mới cho quốc gia sau nhiều năm chìm trong bạo lực và chia rẽ. Theo bài viết, việc giải phóng Sirte, phía đông thủ đô Tripoli, là đòn giáng mạnh vào IS, vốn đang thất bại hàng loạt tại Syria và Iraq. Để mất Sirte, IS sẽ không còn địa bàn hoạt động tại Libya. Sự ổn định của Libya gắn liền với lợi ích an ninh của Mỹ cũng như các đồng minh ở lục địa già. Bởi thế, Mỹ và châu Âu đã nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Libya. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chỉ có người dân Libya mới có thể quyết định được vận mệnh của họ. Việc các lực lượng Libya giải phóng Sirte chứng tỏ quốc gia này đang nỗ lực dọn dẹp những tàn dư mà cuộc can thiệp quân sự của NATO gây ra để bình minh có thể ló dạng bên bờ Địa Trung Hải. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.